Philip Nguyễn gặp vợ Việt Kiều ở phòng gym, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh tài năng chơi bóng, thủ môn Philip Nguyễn được chú ý nhờ sở hữu chiều cao 1m92, gương mặt điển trai và có chuyện tình như mơ với vợ xinh đẹp. Aneta Nguyễn, bà xã của Philip Nguyễn, cũng có bố là người Việt, mẹ gốc Cộng hòa Séc. Hai người lần đầu gặp nhau năm 2016 tại một phòng gym. Khi đó, Aneta làm nhân viên bán thời gian ở đây, còn Philip là khách đến tập. Chỉ sau ánh nhìn đầu tiên, Aneta đã nhận thấy nét Việt Nam trên khuôn mặt chàng thủ môn điển trai. Về phía Philip, anh cũng nhận ra Aneta không phải người Cộng hòa Séc 100%. Anh chủ động bắt chuyện với cô gái xinh xắn và cưa đổ cô ngay trong khoảnh khắc đó. Philip mất 2 tháng để Aneta nhận lời làm bạn gái của mình. Khi mối quan hệ trở nên thắm thiết, Philip và Aneta đưa nhau về ra mắt gia đình. Lúc đó, họ giật mình vì phát hiện bố của Philip quen ông của Aneta. Họ đều từng sinh sống ở Hải Phòng và là hàng xóm của nhau. Tháng 12 năm 2019, sau 3 năm gắn bó, Philip cầu hôn Aneta. Một năm sau, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi con trai được 1 tuổi, Philip Nguyễn và bà xã mới tổ chức đám cưới vào tháng 8 năm 2021.